Một chiếc headphone đỏ đỏ cho nó nam tính. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tôi Review của mình. Hôm nay mình sẽ review và tập hợp một chiếc headphone Bluetooth giá rẻ phù hợp với các bạn game thủ. Và bây giờ mình mời các bạn xem hết video này nhé. Hai sản phẩm được thiết kế đơn giản. Theo mình thì nó nhìn hơi nhỏ một chút và dài vừa đủ để đựng sản phẩm. Bên hông hộp thì chúng ta có 4 màu headphone để lựa chọn, như là đen, đỏ, trắng chẳng hạn. Mặt lưng hộp với các thông số sản phẩm như là công nghệ Bluetooth 5.0, khoảng cách kết nối lên đến 10m. Thời gian sử dụng để nghe và gọi liên tục là gần 6 giờ và thời gian chờ là 15 giờ. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể kết nối có dây và không dây, nghe nhạc bằng đại nhớ, qua đài FM, v.v. Và bây giờ mình sẽ tháo cái hộp này ra nhé. Theo mình thấy thì sản phẩm được đặt trong hai cái chiếc hộp giấy. Điều này sẽ giúp cho việc vận chuyển sản phẩm sẽ được bảo vệ tốt hơn. Chiếc headphone Bluetooth trùm đầu B17 được đặt xếp gọn trong chiếc hộp. Bên trong còn có một cái lớp ni lông bảo vệ. Đợi một chút mình sẽ tháo nó ra. Và đây là chiếc headphone với tên mã B17, phiên bản mình trên tay là phiên bản màu đỏ. Theo mình thì màu đỏ này sẽ rất là phù hợp với các bạn thích sự nổi bật hoặc là các game thủ. Theo cảm nhận ban đầu thì tuy là cái phiên bản headphone giá rẻ nhưng độ hoàn thiện của nó cũng rất là ổn. Các chi tiết được thiết kế đẹp mắt. Headphone với thiết kế hai cái bản lề có thể gặp lại một cách dễ dàng. Đây cũng là thiết kế chung của cái dạng headphone Bluetooth hiện nay. Ngay chỗ bản lề này thì chúng ta có thể kéo ra và thu vào để tăng giảm cái độ dài của headphone cho vừa vặn với đầu của mình. Màn bọc loa tai nghe được thiết kế niềm mút im ái tránh đau tai, nhưng theo cảm nhận của mình thì nó hơi cứng một chút. Phần trên chùm đầu vẫn được thiết kế một lớp điểm nút giảm đau đầu khi đeo. Đầu tiên thì bên dưới tai của chúng ta có các dãy nút bấm cứng. Tất cả các nút bấm này đều được thiết kế nằm về một bên của tai. Mặt trước có các nút bấm như là phím nguồn, phát và dừng nhạc các cuộc gọi. Mặt sau của tai thì bố trí các nút tăng giảm âm lượng, tua bài hát. Ngoài ra thì bên dưới chúng ta còn có một lỗ cắm dây sạc 3,5 ly để kết nối với thiết bị không có kết nối Bluetooth. Kế bên là cổng sạc micro USB và khe cắm thẻ nhớ micro SD và một lỗ miếc điện thoại. Vành tai nghe còn được trang trí thêm một cái viền màu kim loại bạc rất là đẹp, tạo điểm nhấn cho cái tai nghe này. Về tính năng thì chiếc headphone Bluetooth giá rẻ B17 này, ngoài cái khả năng kết nối không dây ra, chúng ta có thể kết nối với các thiết bị nghe nhạc khác mà không có kết nối Bluetooth như máy nghe nhạc MP3, máy tính hoặc laptop. Trên tai vẫn có một lỗ micro ngầm dùng để đàm thoại hoặc là chat voice video khi chúng ta chơi game. Một cái khe cắm thẻ nhớ micro SD có thể sử dụng thẻ lên đến 128GB để nghe nhạc liên tục và không cần dùng đến điện thoại. Và đặc biệt, với thiết bị này chúng ta cũng có thể nghe được đài FM. Vì là một headphone nên thời lượng pin của sản phẩm trên lý thuyết có thể sử dụng liên tục gần 6 giờ và thời gian chờ là 15 giờ. Xét về chất lượng âm thanh thì tuy là một sản phẩm headphone giá rẻ nhưng chất âm của nó có thể nói là khá ổn. Chúng ta vẫn có thể nghe rõ âm bass treble. Mình test qua về khả năng nghe nhạc. Với headphone B17 này thì chúng ta vẫn có thể thưởng thức các bản nhạc nhẹ nhàng như dân ca, trữ tình. Âm thanh thể hiện rõ và sâu lắng. Còn các bản nhạc sôi động như đen, remix, tiếng bass thể hiện mạnh nhưng chưa được chắc cho lắm. Khi mở âm trên 80% thì có sự xuất hiện của rè và vỡ âm. Mình khuyên tất cả các bạn là nên mở dưới 80% thôi nhé.
Còn về khả năng xem phim và chơi game thì cảm nhận của mình âm thanh thể hiện tốt cảm trái nộ. Tuy là không mạnh mẽ lắm nhưng cũng đủ để chúng ta có thể tự hòa mình vào các bộ phim hoặc là các trận combat game. Với một lỗ mic theo headphone thì các game thủ có thể chat voice với bạn bè trực tiếp trong game dễ dàng hơn. Đó là những gì cảm nhận của mình. Tuy là một phiên bản giá rẻ nhưng theo mình cũng đủ để thưởng thức các bản nhạc, phim và chơi game cùng bạn bè hay là học tập online. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại phần bình luận bên dưới nhé. Video sau thì mình sẽ đánh giá và so sánh tất cả các phiên bản headphone giá rẻ. Các bạn nhớ đón xem và đừng quên bấm đăng ký, like, share, subscribe kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem.